gái lăn lộn suýt mất mạng vì bị kẹp giữa hai xe tải. Cố gắng luồn lách vào giữa hai chiếc xe tải, cô gái gặp cây kích đắng dẫn tới chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng nhờ có đội mũ bảo hiểm. Vụ tai nạn xảy ra khi một cô gái cố gắng vượt hai chiếc xe tải. Tuy nhiên do vượt vào khe hẹp nên chiếc xe máy tay ga của người phụ nữ bất ngờ va phải chiếc ô tô màu đỏ, khiến nạn nhân ngã xuống đường, lăn lộn nhiều vòng. Đầu của cô gái cũng được cho là va chạm với chiếc xe đỏ 2-3 lần, nhưng may mắn cô không bị thương do có đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên chiếc xe tay ga của nạn nhân đã bị hư hỏng nặng. Cô gái cũng được xác nhận có vài vết thương nhẹ sau vụ tai nạn. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera của chiếc xe đỏ ghi lại. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.